Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Trước khi vào clip thì kênh Bonsai Cần Thơ giới thiệu chú xem ha, trước ha. Cái phôi quấn rễ đế đẹp nữa ha, đủ dáng hết. Với Zalo hàng mini ha, theo cặp. Cũng củ bự không chú anh chị các bạn. Đó. Đây vườn mai của anh Tèo, xã Thiện cho lớp Bến Tre. Rồi những clip vừa qua thì cảm ơn cô chú đã ủng hộ hết, tiếp tục lên clip mới chú anh chị các bạn. Thì sẽ nhà Phương chia sẻ ha. Rồi chào anh Linh ha, rồi, thì chào tất cả các anh chị cô chú đam mê mai vàng qua các nước ha. Thì nay em lại tiếp tục hỗ trợ anh Tèo ha, để quay mấy cái clip nè, để giới thiệu đến anh chị cô chú mình cái mặt hàng mini với hàng phôi chưa ghép ha, để anh chị cô chú mình chơi Tết ha. Thì anh chị cô chú á, mình khi mua cây thì nhớ nhắc đúng mã số nha. Thì những cái hàng phôi nằm thùng thì em ship nguyên thùng luôn. Còn những cái hàng mà chậu chơi Tết thì khi em ship em sẽ bỏ chậu lại ha anh chị cô chú. Cái chậu nó rất là rẻ nhưng mà ship đi nó sẽ bể, nó làm hỏng bộ rễ cái mai mình, cho nên bỏ lại ha. Rồi không làm mất thời gian, mình vô luôn mã số 1 ha anh chị chú. Thì em ship một lô như vậy á là 7 cây, toàn bộ là mai quán rễ ha. Thì cái lô này là gồm 3 cây đại lộc nè, với có một cây cúc mai, 7 cây mấy cây Thủ Đức ha anh chị chú. Đó. Một lô như vậy là 550, em sẽ bao phí ship toàn quốc luôn. Nụ, hàng này mình chia ti Tết ok ha, cây đại lộc nụ nè. Này là hình bí nè, cây này thì nó này là về là mình để bàn là rất ok luôn anh chị chú. Đó. Mã số luôn. Mã số 1B anh. Rồi 1B chú. Rồi 550 bao ship toàn quốc. Rồi sắp đây. Cái 550 nha. 1B. 7 cây. Đầy đủ hết. Rồi này là mã số 2B ha anh chị chú. Này là phôi này ha. Này là mai quấn rễ nè. Đó, thì cây thì để em đo chiều cao cho anh chị chú mình Hạo để mà tham khảo ha. Thì chiều cao nó khoảng 90. Rồi, gốc thì tương đối bằng ngón tay út ha anh chị chú đó, nó rất là đều luôn. Anh chị yên tâm về gốc ha, gốc là được tuyển chọn rất là kỹ luôn ha. Đó. Cái này là hình con gít nè, 5 khía rất là rõ rệt ha. Đó. Đó, cái này con rùa nè. Rùa. À, đây cũng con rùa, rùa này 6 7 khía luôn nè, 2 4 6 khía ha. Cây rất là chuẩn ha anh chị chú. Thì cái mặt hàng quán rễ này thì tin thị trường anh chị chú mình cũng biết rất nhiều ha. Này là mã số 2B, em giao lưu á là một cái lô như vậy là 5 cây tới lên ha. Đó. 6 cây. Dạ. Cái đó 6 cây. 2 4 6 cây, đúng rồi 6 cây. Cái này là cũng là 80.000 một cây, em bao ship toàn quốc. Rồi. Là một lô như vậy là nó 488. Là mã 2B ha, 488 bao ship toàn quốc. Rồi, 2B. Xuống cây ha, 6 cây ha. Rồi đỏ cây của chúng ta. Rồi mã số 3B ha, thì cái này là phôi. Này là mã số 3B ha anh chị chú, này cũng là phôi nhưng được vừa xử lý phân xong ha. Cắt thấp xuống nè, thì về cái này anh chị chú mình chỉ cần cắt ngang đây ha. Đó, hoặc là cắt xuống này ha, cắt ngang đây ha. Rồi là về ghép liền cũng được, mà để về 12 khoảng 20 ngày nữa ghép cũng được ok hết chị chú. Đó. Dạ. 5 cây. Mai quán rễ lô này là mã số 3B ha. Thì ship một lần là 5 cây vậy ha, là một lô vậy là 500.000 bao phí ship toàn quốc hết chị chú. Rồi, hết cây luôn. Rồi mã 4B ha. Đó, cũng là 5 cây hết chị chú. Này là phôi nha, mới vô ha, nó vừa nứt nanh hết rồi nè. Chị chú mình nhìn kỹ đang bể nanh nó nứt lên hết rồi ha. Đó. Cây rất là mạnh khỏe này, mình về mình thay vô mình ghép rồi về mình ghép thôi ha, không cần là xử lý gì nữa hết. Nghĩa lò xo 6 7 tua luôn. Rồi mã số 4B ha, 500k bao phí ship toàn quốc ha. Rồi đó cây luôn. Rồi mã số 5B anh chị chú. Rồi lời thì mã này thì cũng là 500k bao phí ship toàn quốc luôn ha. Đế rất là quái luôn, hàng này hàng đáng sưu tầm nha anh chị chú. Dạ. Này những con rít. Nó rất là chuẩn luôn ha. Một cây quái. Vậy anh em mình ghép nhiều giống để mình sưu tầm mình chơi ha. Rồi mã 5B này cũng là 500k bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn. Nhiều dữ. Mã số 6B ha anh chị chú. Đó. Hàng quái luôn. Đó, cái này thì lô này cũng là 500k ha, bao ship toàn quốc ha anh chị chú. Đủ giá hết trơn. Dạ thì nó nhiều mẫu mã, nói chung nó đa dạng cây lắm. Có mấy cái lò xo 5-6 nuột nhìn chừng nửa hành cái cũ rất là khủng anh chị chú. Nuột nhiều bí. Rồi mã số 6B ha, 500k bao ship toàn quốc ha, xuống cây luôn. Rồi phải bắt cây luôn. Rồi bắt đầu lên mã số 7B ha anh chị chú, này là 2 cây dạo Thủ Đức ha, một cây trái bí với lại một cây cái củ đặc ha. Đây cây này là hành bí nè. Về cũng đo thông số chiều cao cho anh chị của chú mình tham khảo để mà mình chơi ha. Nụ thì bao nụ nha anh chị chú. Cao là 55 ha. Tán ngang là 40 ha. Nó rất là đẹp ha, quay vòng cho anh chị của chú mình xem mã 7B ha. 450 em bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 8B ha. Đây là một cặp phong tực ha anh chị chú, cây rất già nha. Cây này thì ghép 3 năm rồi. Nói chung cái lô này làm bao nụ anh chị cô chú luôn. Nếu mà nhận cây mà nụ không đạt thì cho anh chị cô chú cứ hoàn cây về thoải mái ha. Cao 55, ngang là 35 ha. Nụ bao đẹp luôn á, hàng Tết. Thì em nhắc lại cho anh chị cô chú mình tham khảo về cái tình hình cây mai lúc này ha. Thì cái thời điểm này á, là cây mai nó rất là già rồi. Nó già, nó tới tuổi lặt lá rồi, cho nên cái lá nó sẽ hay bị vàng này nè anh chị chú. Là nó lượt lá để mà nó phơi nụ á, cái này là hiện tượng bình thường nha. Để nhiều khi ship tới á, có một số lá vàng anh chị chú mình nhiều khi mới chơi á, không biết á, cứ nói cây mai suy yếu rồi tả hàng lại cũng tội nghiệp nhà vườn ha. Thì cũng nhắc lại kỹ luôn. Thì anh chị chú mình thấy ok thì mình đặt hàng mình chơi ha. Rồi mã số 8B anh chị chú, 450 bao phí ship toàn quốc. Đúng cây luôn. Rồi mã 9B ha, mã này thì em giao lưu 3 cây ha. Thì em cũng nhắc lại luôn, mặt hàng này là ship bỏ chậu lên hết nha. Này là 3 cây đế khủng luôn nè anh chị chú. Đó. Và 3 cây là 3 cái củ khói quái luôn ha. Củ đẹp không em chứ mà. Dạ. Thì chiều cao trung bình của nó là 60 ha, đáng ngang thì khoảng 30 35. Có đầy đủ. Rồi mã 9B em ship một lần này 3 cây ha, là 550 bao phí ship toàn quốc. Rất rẻ anh chị chú. Rồi xuống cây luôn. Rồi, đỏ cây. Rồi mã số 10B ha. Cũng là 3 cây luôn anh chị cô chú. Thì cái lô này thì đế nụ rất là đẹp luôn á. Đế khói còn nụ thì thôi rất là to luôn. Cao 55, ngang 35 ha. Nhìn cây nụ nè, kinh khủng. Rồi cái này là ghép giảo Thủ Đức cho anh chị cô chú. Mã số này là mã số 10B ha, 550 bao ship toàn quốc. Xuống cây ha. Rồi mã số 11B là mã này là 2 cây anh chị chú. 2 cây đế khủng ha, giảo Thủ Đức luôn. Nói gì nụ rồi thôi. Hàng mini mà nụ cỡ này là rất là chuẩn, là nhanh chịu chú, chứ không có ít đâu ha. Cao 50, bán ngang là 40 ha. Rồi mã số này là mã số 11B, 450 bao ship toàn quốc ha. Xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 12. Rồi mã số 12B ha anh chịu chú. Này cũng là một cặp giảo Thủ Đức luôn ha. Đó, 2 cây này để quái không ha. Cao là 50 ha. Bán ngang là 40 ha. Rồi mã số 12B 450 bao phí ship toàn quốc nha. Xuống cây luôn. Nụ rất là nhiều chứ, mini nụ nhiều hơn. Rồi mã số 13B ha anh chị chú. Thì cái lô này là 3 cây ha, 2 cây giảo Thủ Đức và 1 cây cúc mai 36 cánh ha. Rồi cây cúc mai này là cúc mai siêu bông luôn á. Kinh khủng luôn ha. Nụ nhóc bông màu nào ha. Cao 50. Ngang thì bình quân khoảng 30 ha anh chị chú. Rồi mã số 13B đế siêu đẹp ha. 2 cây Thủ Đức, 1 cây cúc mai. 550 bao phí ship toàn quốc. Xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 14B. Mã số 14B ha anh chị chú. Đó, hàng rất là chuẩn luôn. Đàn do mini với bạn. Cái lô này thì 3 cây giảo Đức. Đó anh chị chú thấy không, cái thời điểm này lá nó già, nó sẽ đang lượt lá, nó phơi nụ ra nè, nụ cho nó đủ độ nắng nó nở đều ha. Nụ nó trong bóng rất là bự ha. Củ quái đẹp không? Cao là 40. Ngang là 35 ha. Củ đẹp không? Rồi mã số 14B 550 bao phí ship toàn quốc. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 15B. Rồi mã số 15B ha anh chị chú. Này là một cặp giảo Thủ Đức phong cao ha. Đó. Hay cái củ quái luôn. Lô này củ đẹp lắm anh. Cao là nó 60. Tán ngang là 30 ha. Rồi 15B 450 bao phí ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 16B. Rồi mã số 16B 3 cây nghe có nhiều mà. Lô này là 3 cây, 3 em giảo Thủ Đức luôn. Để khủng em xin lỗi anh chị chú, cái lô này là mình có 2 cây giảo Thủ Đức và 1 cây giảo Phú Tân ha. Đó, đế thì rất là quái luôn ha. Cây đó cây Phú Tân anh, cây Phú Tân đế quái nữa. Đế. Quái nha. Dạ. Cao là 50. Ngang là 35 ha. Mã số 16B ha. 550 bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 17B ha anh chị chú. Đó. 3 cây nha. Dạ cái lô 17B này thì gồm 1 cây Phú Tân với 2 cây giảo Thủ Đức anh. Quái không thấy. Dạ. Có cái trái bí nữa nè. Rồi, nói chung cái lô này đế khá lắm, khá đẹp lắm. Mini mà vậy là chuẩn lắm rồi. Nụ thôi sang sát ha. Cao 40 ha. Tầng ngang thì khoảng 25 30 ha. Rồi 550 bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 18B ha. 18B cũng 3 cây. Đó. Này thì có 1 cây Đại Lộc. Với lại 2 cây giảo Thủ Đức anh chị chú. Quay không, cây Đại Lộc siêu bông luôn. Rồi cây anh đang cầm là cây Đại Lộc ha. Cao là 55, ngang là 30 ha. Rồi chưa, mã số 18B ha anh chị chú, quay lại một vòng ha. Rồi cặp này làm Zalo anh chị chú mình cũng là 550 bao bì ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn. Đầu cây luôn. Rồi mã 19B ha anh chị chú, thì này là một cặp ha. Cây này tàn lớn ha, củ đế thì rất lớn luôn, cây ghép 3 mùa hết rồi. Một cây dảo Thủ Đức và một cây dảo Phú Tân. Cao 50. Này Thủ Đức. Tán ngang 40. Thì nhắc lại cho anh chị cô chú anh biết luôn ha, Phú Tân cái đặc điểm của nó là cái nút nụ nó nhỏ chứ không bự như Thủ Đức nha, nhưng mà cái hay của nó là nó nở không kỵ thời tiết nè, với lại nở bông chùm rất đạt luôn. Nở nói chung rất là đều luôn. Rồi 19B 450 bao bì ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Okay luôn. 20B 3 cây. Rồi, mã số 20B ha. Đó. Cũng là một cây Phú Tân và hai cây dạo Thủ Đức ha. Đế bao đẹp anh. Con này thú gì cái đuôi nhẵn lên dữ. Đế khủng khủng không à. Thì chiều cao cũng là cỡ nhau không? Dạ nó chạm nhau không à, lô cây tại mình lựa sẵn rồi cho nên cây nó rất đều. Phú Tân cái gì hay. Cao là 50, tán ngang là 30 ha. Lúc đầu là. Rồi mã số này là 20 nha. 550 bao ship toàn quốc, xuống cây luôn. Rồi mã số 21 ha. Đây là ba cái dạo Thủ Đức. Đế thì bao đẹp luôn. Đó. Đế quặng không mấy cái lò xo, này mấy cái lò xo quặng. Hai cái lò xo một củ. Cao 55 ha. Tán ngang thì 35. Thì tại nó 3 cây anh chị chú, nếu mà đo một lượt 3 cây nó mất thời gian quá, cho nên em đo hạo vậy ha. Thì anh chị chú mình cũng nhận xét được nó ha. Rồi 550 bao ship toàn quốc ha, mã 21. Đợi cây luôn. Rồi mã số 22 ha, là một cặp dảo Thủ Đức phong cao ha. Cây này thì già cây nụ rất to ha anh chị chú. Cao 60 anh. Nụ cao 60 chứ. Ngang 40 ha. Mã số 22 450 bao bì ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn chị ơi. Rồi mã số 23 ha. 3 cây. Này là ba cây dảo Thủ Đức anh. Cây siêu. Dạ, có hai cây dán siêu mà được con cái mấy cây này về, cây này về mình sửa dán bay rất đẹp anh chị chú, mình chơi Tết xong ha. Rồi ôi nụ nè. Kinh khủng luôn, mini mà nụ cỡ này thì nói chung là rất là khủng nha anh chị chú. Sáng vàng đẹp. Dạ. Cao là 50 ha, tán ngang 30 ha. Mã số 23. Đó, em quay lại vòng cho anh chị cô chú mình xem ha. Có hai cây hay siêu ha. Rồi 550 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 24 ha. 24B. Có một cây dáng bay với một cây dáng siêu. Mấy cây này thì về anh chị cô chú mình về phối như cây này ha. Về phối vô mấy cái chậu hột xài anh chị chú rất đẹp. Này là một cây Phú Tân anh, một cây Thủ Đức. Rồi cây này cây Phú Tân anh. Dạ. Cao thì 50, tán ngang 35 ha. Thủ Đức. Rồi em quay lại một vòng anh chị cô chú mình xem ha. Mã số 24 450 bao ship toàn quốc nha. Xuống cây luôn. Rồi phép đỏ cây của chú gì bê. Rồi mã số 25 ha. 3 cây, mã số 25 3 cây này, ba cái củ nhức nhói ha. Trời quá trời. Củ thú không? Dạ, ba em luôn. Ba em củ khủng như nhau luôn, mã 25, ba cây dạo Thủ Đức ha. Trời. Thì cao cũng là 40 á, cao chắc khoảng 40 45. Em đo hậu là 45 anh. Tán ngang 30 ha. Rồi mã số 25 ha. 550 bao bì ship toàn quốc ha. Xuống cây luôn chị. Rồi phải tỏ cây. Mã số 26 ha. Là một cây dảo Phú Tân, một cây dảo Thủ Đức phong cao. Cây này có hình con gích nè. Nó bị dính gông này không thấy chứ mình về mình banh bãi gông này ra ha. Mình nó còn dòng đế nằm dưới ha. Cây dảo Thủ Đức đây. Cao 55, ngang 30 ha. Nụ cũng có đầy đủ bao la. Dạ, nụ bao la, dư sức anh em mình chơi Tết ha. Mã 26 ha, 450 bao bì ship toàn quốc. Xuống cây luôn. Mã 27 ha. Mã 27 3 cây ha các bạn. Mã 27 này là 3 cây. Là hai cây dảo Thủ Đức với một cây dảo cam nha anh chị chú, cây dảo á cũng là Thủ Đức luôn nhưng mà bông cam ha. Cây này đây, cây này là cây dảo bông cam ha. Là cây cao. Dạ, cây cao á là cây hình rễ tí bí á. Tí bí này. À, còn cái này thì hai cây quái này, cây quái cây lò xo này thì Thủ Đức ha. Thì chiều cao khoảng 50 ha. Tán ngang thì khoảng 30 ha. Rồi mã 27 này là 550 bao ship toàn quốc anh chị chú. Rồi mã số 28 luôn anh chị chú ơi. Mã 28 đó. Này là ba cây dạo Thủ Đức, hai cây dạo Thủ Đức, ba cây dạo Thủ Đức luôn anh. Để quấy. Cây nôm cái giò lên kìa. Cây này là nguyên con gít lớn luôn nè, nhưng mà nó bị gông nè, rễ nên anh chị chú thấy ngay cái tay mấy rễ lớn ha. Về mình khai thác thêm. Do cái lỗi do mấy chị vô hay bị sâu hả? Như cây này là nguyên con rắn lộ lên luôn nè ha. Quá trời. 28B. Đủ bao la. 28B bà cao 55, ngang 30 anh, 550 bao phí ship toàn quốc, mã 28B ha. Rồi xuống cây rồi, luôn chị. Xuống cây luôn. Rồi mã 29B ha. Này là ba em dạo Phú Đức ha. Đó. Trời gốc quái đẹp không? Không cái là cây này thì nó bị thưa lá rồi ha. Anh chị cô chú mình nhìn nó thấy thưa lá nhiều nụ nó lơm lên ha. Thì ba cây này thì đế rất đẹp ha. Đế đẹp ha. Rồi mã 29B ha. Ba cây này em giao lưu với anh chị cô chú mình 450 bao phí ship toàn quốc luôn. 450 ba cây luôn nha anh chị cô chú. Rồi mã 30B này cũng là mã cuối clip luôn ha. Này là ba cây dạo Thủ Đức ha. Cây. Mã 30B. Đó, ngọn cây này nguyên cái đế nôm khủng ha. Con này nguyên cái con gì một bệt em cũng không biết luôn. Này, gắn thằng hết gì đây? Gắn gì món gần giòn. Cây đế nôm. Rồi ôi nụ, siêu nụ luôn chị chú ơi. Mini mà nụ cái này là khủng lắm. Cao là 47 ha, ngang khoảng 30 ha. Rồi mã 30 này giao lưu với anh chị cô chú là 550 bao ship toàn quốc luôn ha. Thì còn cũng khoảng hơn tháng nữa tới Tết rồi ha. Thì cũng như anh Tèo anh quay cũng có 2 clip này nữa là cũng như là kết thúc luôn rồi anh chị cô chú. Thì cũng chúc anh chị cô chú cảm ơn chị cô chú đã ủng hộ những clip trước của anh Dường anh Tèo ha. Thì cũng chúc anh chị cô chú mình một năm mới ha, làm ăn phát tài luôn ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi xin chào luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem ha. Đây mã số hàng đẹp, hàng đẹp của chú anh chị bà giá hữu nghị luôn. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị bạn ơi.